Thưa quý vị và các bạn, đèo Pha Đinh hay còn gọi là dốc Pha Đinh nối liền giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, con đèo này phải hứng chịu nhiều đau thương với hàng ngàn tấn bom đạn. 70 năm đã qua, đèo Pha Đinh hôm nay được biết đến là một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Cảnh đẹp mê hoặc khách du lịch mỗi khi đặt chân đến mảnh đất cực Tây của Tổ quốc. Năm 1954, đèo Pha Đinh có vai trò hết sức trọng yếu là tuyến đường quyết mạch độc đạo vận chuyển lương thực cho quân đội ta trên chiến trường Điện Biên Phủ. Dù có địa hình dốc cao hiểm trở, nhưng quân và dân ta vẫn dùng toàn sức người để kéo pháo cao xạ lên tới đỉnh đèo với độ cao hơn 1.600 m Chính vì vậy, đèo Pha Đinh còn được gọi là đèo quyền thoại làm nên lịch sử. Nối liền hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, đèo Pha Đinh có cung đường quanh co uống lượng và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp khí hậu dễ chịu mát mẻ vào mùa hè, còn vào mùa xuân qua rừng tây bắc đua nhau khoe sắc thắm, quà với mây trời hùng dĩ. Một trong những địa điểm thú vị mà du khách có thể dừng chân trên hành trình khám phá đèo Pha Đin của mình đó là khu du lịch Pha Đin Pass. Ở khu du lịch Pha Pass với diện tích là 5 ha. Ở đây chúng em chia ra từ khu 1 để trồng hoa. Như ở đây như mọi người thấy là khu vực này là truyền trợ truyền trồng cố định uh, hoa cẩm tú cầu và ở trên ở trên đồi gió này là có rất nhiều loài hoa và thay luân phiên theo mùa. Uh, nét văn hóa độc đáo của bà con nơi đây đó là uh, sự giao thoa văn hóa giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên. Uh, khi mà giao thoa văn hóa thì sẽ có hai cái nét văn hóa đặc biệt của làm nên đèo pha đin đó là các điệu xòe Thái của đồng bào dân tộc uh, huyện Tuần Giáo và các điệu múa khèn uh, nhịp nhàng du dương của đồng bào dân tộc Mông. Dừng chân đèo Pha Đình, những bản làng của bà con đồng bào các dân tộc Mông, Thái cũng ngày một đổi thay. Từ vài năm nay, những sản phẩm nông sản như cà phê, sa nhân, đặc biệt là táo mèo đã trở thành thương hiệu của dùng và giúp bà con nơi đây thoát nghèo. Vào năm 2021, thành lập một cái hợp tác xã và cho đến hiện tại thì cũng chế biến cái quả táo mèo thành 5 sản phẩm Tuy nhiên thì cho đến hiện tại là có hai sản phẩm chủ chốt là giấm táo mèo và lại táo mèo khô xế lạnh Ngoài ra, vào khoảng tháng 8 đến tháng 11 hàng năm, bà con người mông sẽ thu hoạch quả tươi đem bán cho du khách khi dừng chân ngắm cảnh ở đèo Pha Đin. Quả táo mèo tươi có thể dùng ngâm rượu, ngâm mật ong, đường như là một dược liệu quý đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.